Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì trước mặt mình đang là hai con smartphone V59Q và con iPhone 8 Plus. Thì hôm trước mình có làm mấy cái video so sánh thì có một bạn bán comment bảo làm cái video so sánh giữa V49Q và iPhone 8 Plus. Thế nhưng mà vì sao mình lại không so sánh giữa con V49Q và con iPhone 8 Plus? Bởi vì so sánh như thế thì nó hơi khập khiễng về giá, thế cho nên mình không so sánh các bạn nhé. Mình so sánh con V50 Thin Q thì nó nghe vẻ nó hợp lý hơn. Vì con V50 Thin Q này hiện tại bên cửa hàng mình đang bán giá dao động 4.8 triệu. Còn con iPhone 8 Plus này thì máy lốc bên mình bán giá dao động 5.2 triệu. Còn quốc tế thì bên mình đang bán với giá là 6.4 triệu nhá, dao động 6.4 triệu. Cho nên mình sẽ so sánh hai con này với nhau để cho mọi người dễ nhận biết, và mình sẽ đánh giá điểm nhá. Đầu tiên thì các bạn nhìn hình thức đi. Hình thức thì mình đánh giá con iPhone 8 là mạnh mẽ và đẹp hơn. Đấy. Nói chung là về kích cỡ thì tương đối là ngang nhau, nhưng mà nặng là con iPhone 8 sẽ nặng hơn nhá. iPhone 8 sẽ nặng hơn. Và mình xin được đọc qua cái cấu hình. Con V50 Thin Q này thì là màn hình AMOLED 6.4 Full HD cộng 2K cộng nhá. Chip thì dùng chip Snapdragon là gần 855. Đấy, pin thì 4000. Còn con iPhone 8 Plus này thì dùng màn LCD thôi. LCD Full HD thôi nhá. 5,5 inch. Còn chip thì là A11 Bosilic. Đấy, chip A11 Bosilic, tiếng Anh mình không đọc không rõ lắm. Và pin thì chỉ có 2691 mAh thôi nhá. Ok, và giờ mình sẽ bật nguồn. Bật nguồn và test ứng dụng đa nhiệm cho mọi người xem. Xem nào, vào trước nhá. 1, 2, 3. Thì bạn ấy có bảo mình là so sánh giữa con V40 Thin Q. Mình không so sánh vì lý do mình đã nói rồi đấy. So sánh thì nó cũng phải có một chút gì cơ sở nhá. Ok, vậy là iPhone 8 Plus đã vào trước. Một điểm cho iPhone 8 nhá. Ok, bây giờ mình hai con thì sẽ bắt cùng một wifi. Cùng một wifi nhé. Mình sẽ bắt cùng một wifi. Sẽ bắt cái Khải Hưng này. Ok. Nói chung đánh giá gì nó phải tương thích đúng không ạ? Và như các bạn biết đấy, thì mình không phải là nhà review chuyên nghiệp. Mình chỉ là một người bán hàng, một người bán điện thoại thôi. Và mình nghĩ rằng là các bạn rất là cần cái thông tin so sánh này. Chính vì thế mà mình ra các cái video hướng dẫn. Thì mong mọi người thấy hay thì like ủng hộ mình, chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhé. Còn các bạn thấy không hay thì các bạn góp ý, comment đóng góp. Và các bạn muốn mình so sánh con máy nào với con máy nào thì cũng comment cho mình sẽ là ra các cái video so sánh. Đấy. Và các bạn thấy không hay thì đừng ném đá, cứ ném gạch cho mình nhá. Mình sắp xây được nhà rồi, cứ ném gạch để mình xây nhà. Ok, bây giờ mình bắt đầu nhá. Mình sẽ bắt đầu YouTube trước. Ok, LG V50 Thin Q vào trước một đều. Tiếp theo là Facebook này. 2.8 Plus vào trước, 2.1 cho 2.8 Plus. Cứ tính điểm này cho nó dễ nhỉ. Messenger này. LG V50 Thin Q vào trước. Hai đều. TikTok này. Theo yêu cầu của các 2.8 Plus vào trước. 32. Mình sẽ làm nhanh nhá, bởi vì mình test tương đối là dài. Tiếp theo là Zalo này. LG V50 vào trước. Rất là cân bằng, ba đều rồi các bạn ạ. Rất là cân bằng. Bây giờ mình test game. Thì thường chủ đề game vẫn là chủ đề quan trọng. Chứ Facebook, YouTube và Zalo thì thường là mọi người đều sử dụng hai con này đều rất là ok. Đấy, còn nếu mà những ai mà sử dụng Facebook, YouTube, Zalo mà băn khoăn giữa hai hãng này thì mình nghĩ là LG V50 Thin Q sẽ hơn, vì nó sử dụng màn AMOLED rất là đẹp nhá. Còn về để chơi game thì các bạn cần phải trải nghiệm. Ok, Niên Quân Mobi này. Và mình cũng đã test iPhone 8 Plus với rất là nhiều con. Mình thấy iPhone 8 Plus đa phần là chiến thắng nhá.
đa phần là chiến thắng. Ok, về chủ đề game này, iPhone 8 Plus thường là rất là mạnh nhá. Tỷ số là 4-3 nghiêng về iPhone 8 Plus. Và giờ các bạn thông cảm, mình sẽ tắt chế độ. Tắt lại rồi. Tiếp theo là PUBG Mobile này. Thật sự mình đã test nhiều lần rồi thì mình thấy iPhone 8 Plus rất là mượt. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với con V50 Thiên Quy này thì chưa chiến thắng được 4 đều. Tiếp theo là phiên trò chơi rắn này. Đây. Ok. NGV50 đã Thiên Quy đã vươn lên trước 5-4. Tiếp theo là Candy nhá. Hai con vào cùng. Vẫn là 5-4 nhá. Cuối cùng là trò NGV50 Thiên Quy lại vào trước 6-4 cho LGV50 Thiên Quy. Một chút nữa mình sẽ test đa nhiệm. Và bây giờ mình sẽ test tải ứng dụng về nhá. Download ứng dụng về xem cái nào tải nhanh nhá. Mình sẽ tải Instagram nhá. Có lẽ là iPhone 8 Plus sẽ thua. Con LG V50 Thiên Quy đã chạy gần xong rồi, trong có iPhone 8 Plus chưa quay một thế nào. Mình sẽ kiểm tra lại xem có đúng là Wi-Fi vẫn giữ nguyên không nhá. Mà chắc chắn rồi, mình mới chỉ kết nối Wi-Fi này thôi. Ok, vậy là con LG V50 Thiên Quy đã dẫn lên, đột phá và dẫn lên với tỷ số là 7-4 nhá, 7-4. Đấy, xong rất lâu rồi iPhone 8 Plus bắt đầu chạy. Và nếu như kèo này mà iPhone 8 Plus thua thì hẹn các bạn một ngày gần nhất mình sẽ ra video so sánh iPhone 8 Plus và V40 Thiên Quy. Còn đây là V50 Thiên Quy dùng chip Snapdragon 855 nhá. Đấy. Thế cho nên là có lẽ là con này sẽ chiến thắng. Mình phải chơi game nhưng mà thôi. Còn khi nào mình sẽ test một ngày một. Ok, Vena iPhone 8 Plus đã xong. Như vậy về tải là iPhone 8 Plus là thua rồi nhá. Và giờ mình sẽ truy cập web. Ok, bây giờ mình sẽ tìm trên Google Thanh của mình nhá, Thanh Tú Store nhá. Thanh của mình có trên Google Map anh em nhá. Mình sẽ đi nhá. V50 Thiên Quy lại chiến thắng. Xem học sinh giỏi, học sinh thông minh và học sinh cá biệt giải cái bài toán này như thế nào nha các em. Học sinh giỏi và học sinh thông minh đọc cái đề xong phán một câu là phương trình này vô nghiệm. Xin chào, xem thì đừng quên ấn đăng ký và like ủng hộ mình nhé. Chú ấy ở nhập ID Apple của bạn để tiếp tục. Ok này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ chuyển sang xem đa nhiệm của con nào bị thoát ra không nhé.
kiểu rất là ok này. Có lẽ về đa nhiệm thì mình đánh giá cả hai con sẽ là như nhau thôi. Động đến nhạc là mình phải làm nhanh tránh bản quyền các bạn nhé. Nói chung là về đa nhiệm thì chắc là cả hai con thì rất là ok thôi, không có gì cả nhá. Chúng mình chỉ cảm giác như vậy thôi. Và bây giờ mình cũng xin nhận xét qua là như thế này. Thì với giá tiền con V50 Thiên Quy là có 4.800.000. Và con iPhone 8 Plus này đang có giá là 6.400.000. Đấy, V50 Thiên Quy thì sử dụng màn AMOLED 6.4 inch Full HD cộng 2K cộng nhá. Chip thì Snapdragon 855, pin thì 4.000. Còn con iPhone 8 Plus thì màn 5.5 inch mà chỉ là màn LCD thôi. Dùng chip K10 dùng chip A11 đó, dùng chip Bosinic đó, còn pin thì 2691 nhá. Thế thì tùy các bạn lựa chọn con nào, và các bạn đừng quên để lại comment đánh giá hai con này nhá. Ok, các bạn muốn mình so sánh con nào thì các bạn comment cho mình biết nhá, mình sẽ cố gắng làm cái video cho mọi người xem. Chào mọi người nhá.